Chào các bạn, hôm nay HiPlay xin giới thiệu với các bạn bộ Lego Jurassic World 76966 chuyên chở khủng long Allosaurus. Bộ Lego này được thiết kế dựa trên series phim vừa ra mắt trên Netflix Jurassic World Chaos Theory. Đây cũng là bộ Lego Jurassic World lớn nhất trong đợt mới ra lần này. Nhân vật chính của bộ Lego này chắc chắn là con khủng long ăn thịt Allosaurus. Con khủng long săn mồi đáng sợ này trên thân có những vết sẹo lớn, mắt phải bị mờ, chắc chắn là dấu vết của những trận chiến quyết liệt với những con dã thú khác. Nó có đầu, đuôi và các chi đều có khớp cử động, giúp nó có thể dễ dàng tạo dáng khá tốt ở nhiều kiểu khác nhau. Ngoài ra bộ này còn đi kèm với 4 nhân vật, một chiếc drone, một chiếc xe ATV, sẵn sàng cho bạn kể những câu chuyện sáng tạo. Tiếp đến là chiếc xe tải lớn chuyên dụng có lồng sắt chuyên chở khủng long. Phần tuyệt vời nhất là cơ chế lồng, chỉ cần gạt hai cần gạt ở hai bên, cạnh lồng sẽ hạ xuống rất tự nhiên. Nó cũng hoạt động thực sự tốt và rất dễ dàng để dựng lồng trở lại. Cabin lớn khá rộng và thoải mái. Mái xe có thể tháo rời để dễ dàng tiếp cận bên trong là một khoang ngủ cho lái xe đường dài. Đánh giá chung, đây là một bộ Lego thú vị, từ con khủng long Allosaurus tới chiếc xe tải chuyên dụng. Nhất là có thể bổ sung con Allosaurus vào bộ sưu tầm khủng long. Tuy nhiên mức giá 90 đô thì cũng khá là cao. Còn bạn, bạn có yêu thích bộ Lego này không? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube của HiPlay để xem đánh giá về các bộ Lego đang được yêu thích nhất. Cảm ơn bạn nhiều.